Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trên màn ảnh quý vị và các bạn đang xem ở video này, ô tô 360 sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Forte. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2012, đã lăn bánh được 13 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này đăng ký màu bạc, đăng ký biển Hà Nội và chiếc xe này mới lăn bánh 13 vạn km thôi. Nhìn về cái phần bên ngoài, tức là phần ngoại thất của chiếc xe còn rất là đẹp, sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Forte 2012 này ạ. Đầu tiên là mời quý vị và các bạn xem về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe này. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem từ một cái góc chéo này, cách nhìn chéo này, nhìn trực diện vào chiếc xe này để thấy được là cái nước sơn nguyên bản của chiếc xe này còn rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về và cũng vừa mới rửa đi qua một chút thôi, là tôi đem ra đây tôi quay cho quý vị và các bạn, giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem luôn đấy ạ, chứ chưa có thời gian để mà đánh bóng hay là dọn dẹp gì đâu ạ. Còn nguyên bản mua như thế nào là tôi đem ra đây tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem như thế đấy ạ. Nhìn về cái đằng sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi đủ cả rồi. Và cái phần đèn này thì chủ xe cũng đã dán cái phần ốp chrome bảo vệ đèn, vừa trang trí vừa bảo vệ đây ạ. Đây là những cái phần này là phần dán luôn quý vị bạn nhé, nếu như không thích thì chúng ta có thể bóc đi. Đấy. Và những cái tay nắm cửa này, tay nắm cửa này cũng đã được chủ xe dán chống xước đấy ạ. Đấy. Xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu là gương gập điện và đã lắp camera sườn. Đây, đây cái camera sườn tích hợp trên cái gương này quý vị các bạn nhé. Đấy. Đây là những cái phần mà chủ xe lắp thêm. Phiên bản Kia Forte số 1.6 số tự động này cũng đã được trang bị đầy đủ option từ khóa thông minh, đèn nổ start top cho đến cửa sổ nóc, đèn gầm. Đấy. La răng đúc và cái dàn lốp này thì còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Cả cái dàn lốp này đều còn rất là đẹp. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, dàn cả cái dàn lốp này mới thay, rất là mới nhá. Đấy, dàn lốp mới thay này còn rất là dày luôn quý vị các bạn xem đây này. Đấy, dàn lốp rất là mới, xe rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 350 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này từ năm 2012 cho nên là chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa, bán với giá là 350 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Forte 2012 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte 2012 này ạ. Với tầm tiền hơn 300 triệu đồng thì quý vị và các bạn cũng có một vài cái sự lựa chọn ạ. Nếu như mua số sàn thì sẽ được đời cao hơn một chút, nhưng nếu như số tự động thì chiếc xe Kia Forte này thì là đây là một cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo quý vị bạn nhé. Số tự động rồi. Cái thứ hai nữa là những cái dòng xe này thì nó ở cái phân khúc C, và những chiếc xe Kia Forte này thì cũng rất ít người là chạy dịch vụ nhé. Nếu như chạy dịch vụ thì là thường là hay mua số sàn cơ. Số tự động này thì không mấy ai mà lôi những chiếc xe số tự động ra để chạy dịch vụ ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là cái phần keo chỉ của chiếc xe này nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tức là không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây quý vị bạn nhé, bấm tay thì hai cánh cửa trước. Đấy. Đầu tiên là tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa trước bên lái. Mời quý vị và các bạn cùng xem về cái cánh cửa trước bên lái nhé. Đây là cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Đấy. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ của cánh cửa trước này còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé.
chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên này. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề nguyên bản này. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này. Đấy. Và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng. Bắt đầu từ năm 2011 thì đã có cái option này rồi quý vị bạn ạ. Option là sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, nội thất là da nguyên bản rồi này. Cửa nóc đầy đủ luôn ạ. Đấy, đầy đủ hết luôn rồi. Và đây là cái ốc bản lề, cánh cửa sau đây ạ. Tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái ốc bản lề này trước đã. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa ra để cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái cánh cửa sau này. Cánh cửa sau bên lái này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề đây, còn nguyên hết chưa tháo quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì phần nội thất đằng sau thì cũng còn tương đối là đẹp đấy ạ. Từ năm 2012 sử dụng đến bây giờ là 8-9 năm trời rồi. Nhưng mà chiếc xe này cũng còn rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé. Rất xứng đáng với đồng tiền 350 triệu quý vị các bạn nhé. Chỉ 350 triệu thôi thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe đi, số tự động đi cho gia đình của mình đấy. Đằng sau thì phân khúc C cho nên là cũng ngồi rất là rộng rãi thoải mái. Và chủ xe cũng đã lót sàn da rồi, sàn da hết rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần cửa nóc đây. Đây là cửa nóc của chiếc xe đây quý vị các bạn này. Tôi cũng mở cái cửa nóc ra cho quý vị các bạn xem để thấy là nó vẫn đang hoạt động tốt nhé. Đấy, cửa nóc của auto cơ, chỉ cần một chạm là mở cửa nóc này. Đóng này, cũng auto luôn, một chạm. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ lên cái màn hình Android to đùng luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là tiện ích này. Phần lớn là bây giờ là các xe đều trang bị lắp thêm những cái màn hình Android, tức là giải trí đa phương tiện ở trên xe. Đấy, như một chiếc máy tính bảng ấy, chúng ta có thể vào mạng, chỉ cần có mạng 4G thôi là chúng ta đã đưa cả thế giới vào chiếc xe ô tô của mình rồi. Đấy, và xe cũng đã có cả khóa thông minh, đề nổ start top, USB nghe nhạc iPod này, điều hòa tự động này. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này chạy chuẩn là 13 vạn 4 nha quý vị và các bạn, 13 vạn 4.000 km ạ. Đấy, rất là đẹp này, phải nói là sau 9 năm sử dụng, chính xác là đến bây giờ là 9 năm rồi, từ năm 2012 đến bây giờ 2021 là 9 năm sử dụng rồi mà chiếc xe này còn đẹp, còn mới như thế này đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy, mới so với đời, tôi nói ở đây là mới so với đời chứ không phải là nhiều người lại bảo sao xe sau bao năm sử dụng như thế mà vẫn nói là mới, mới so với đời quý vị bạn nhé. So với những chiếc xe cùng đời, giống như chúng ta hay so sánh người này trẻ với người kia già, chỉ so sánh với cùng lứa tuổi chứ không phải là so sánh lệch nhau ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần cốp sau của xe nhé. Tôi cũng quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thấy được là cái phần keo này. Keo nguyên bản đây quý vị và các bạn này. Đấy, tôi chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có kinh nghiệm đi mua xe cũ nhé. Đấy, những cái vết keo đấy, keo là còn nguyên bản hay không được quý vị và các bạn. Nếu như chúng tôi quen ấy thì chúng tôi chỉ cần nhìn mắt thường là chúng tôi biết. Còn nếu như quý vị và các bạn mà không quen ấy thì quý vị và các bạn cứ bấm là biết luôn. Một là keo chuẩn là nó sẽ đàn hồi và nó mềm. Còn nếu như keo làm lại thì có hai loại keo làm lại quý vị bạn nhé. Keo làm lại có hai loại, một loại là silicon nhũn, mềm nhũn, còn hai là bảmatit lại cứng không bấm được. Đấy là cái phần keo giả. Chúng tôi có thể nhìn mắt thấy, còn là quý vị các bạn không nhìn mắt, không quen, không phải là thợ thì quý vị các bạn cứ bấm vào là biết luôn đấy. Đấy, tất cả những cái phần cánh cửa này, cốp sau hay các thứ nó đều có cái keo này. Đấy, chúng tôi mắt thường là chúng tôi có thể nhìn thấy được keo thật hay keo giả. Còn quý vị và các bạn mà không quen, không nhìn thấy được thì cứ bấm. Đấy, quý vị và các bạn cứ bấm cho tôi để biết được là keo thật hay keo giả này. Đấy, keo thật là nó sẽ mềm, mềm ở cái mức vừa phải, chứ mềm nhũn là không phải nhé quý vị và các bạn ạ. Đấy, camera lùi này, cảm biến lùi có hết cả rồi. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Keo chỉ nguyên bản này,
chưa có mất một phân keo chỉ nào cả đâu. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn. Đấy, rất là đẹp, rất là mới ạ. Chỉ 350 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe ô tô này để đi rồi. Đấy, bên phụ cũng được bấm tay mở cửa luôn quý vị và các bạn nhé. Đây là cái bên phụ này. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này. Đây là cái ốc bản lề cánh cửa sau bên phụ này. Đây, phần nội thất ở bên phụ này rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Phải nói rất là đẹp luôn đấy ạ. Ốc bản lề này, ốc bản lề cánh cửa trước này. Đi mua xe ô tô cũ thì chúng ta xem về cái phần ngoại thất và cái phần nội thất. Nhưng nếu như cái phần ngoại thất và nội thất nó có đẹp đến mấy nhưng máy móc đã bị đâm đụng va chạm ngập nước rồi thì chúng ta cũng nên bỏ qua quý vị các bạn nhé. Hoặc là chúng ta phải mua với cái giá cực kỳ rẻ. Đấy, thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe này. Đầu tiên là tôi vẫn mời quý vị các bạn xem qua về những cái phần ốc đó này. Đấy, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ xem nó còn mất hay không. Đấy. Cái ốc cũng có thể một số xe tháo ra nhé, nhưng mà keo chỉ ốc tháo ra thì có thể chấp nhận được, tại vì là có những người người ta sơn lại, nó chỉ xước sát thôi, là người ta vẫn sơn tháo ra để sơn lại cabo, vì cabo tháo là bắt buộc phải sơn, sơn thì bắt buộc phải tháo chứ không thể để ở nguyên trên xe mà sơn được cabo. Đấy, tại vì là khi sơn là chúng ta phải tháo cái cabo này ra xong rồi treo lên sơn, chứ để nguyên xe thì không thợ sơn nào sơn được. Đấy, có thế thôi. Còn lại là cho nên là cái ốc có thể tháo ra nhưng keo chỉ là phải còn nguyên bản. Keo chỉ mà mất rồi thì đã bị đâm đụng hay là va chạm gì rồi thì nó mới mất keo chỉ quý vị và các bạn nhá. Đấy, tôi chia sẻ đấy, đây là cái keo chỉ này, keo chỉ nó còn nguyên như thế này đây quý vị và các bạn này, cứ phải bấm thử đấy, thì mới biết được là cái keo nó còn nguyên. Nếu như keo còn nguyên thì là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Từ cái phần cabo này rồi đến những cái ốc tai đây quý vị và các bạn nhá, ốc tai còn nguyên này thì là chưa có bị tháo ra, chưa có bị va chạm gì từ cái phía này, cho nên là còn nguyên. Rồi những cái ốc xương đầu chúng ta phải xem qua về những cái phần xương đầu này, nếu đâm đụng làm lại rồi có dấu hiệu của bàn tay con người động vào rồi thì là nó sẽ bị đâm đụng hay va chạm, có sự tác động vào rồi. Đấy, chúng ta phải xem kỹ từ những cái phần đầu này quý vị bạn nhé. Nhiều người bây giờ có thể xem video của tôi chia sẻ nhiều như thế này ấy, thì là có thể xem được xe rất là kỹ đấy. Tôi vừa giới thiệu xe nhưng tôi cũng vừa chia sẻ nghề nghiệp à, cho nên là quý vị và các bạn xem video là quý vị và các bạn cũng có thể đi xem xe cũ được rồi. Đấy, còn đây là cái phần ốc chân máy đây quý vị các bạn này. Ốc chân máy này. Đấy. Chiếc xe này thì chân máy này còn nguyên đây quý vị các bạn nhé. Ốc chân máy còn nguyên này. Còn nếu như chạy trên 10 vạn rồi thì là những cái ốc này phải mở đây quý vị các bạn này. Cái ốc này mở để thay cái gioăng dàn cò đây này. Đây là cái gioăng dàn cò này, hay còn gọi là gioăng mặt máy này. Cái gioăng này thì chỉ có những chiếc xe chỉ chạy tầm 7 vạn đã phải thay rồi. Đấy. Thì cái này là thay rồi đây quý vị các bạn nhé. Cái gioăng mặt máy thôi nhé, gọi là gioăng mặt máy hay là còn gọi là gioăng nắp dàn cò. Đấy, chứ còn nếu như mà tháo chân máy ra rồi này, hoặc là cái thớt bên dưới này tháo ra này. Đấy, tôi phải cho quý vị bạn xem là cái thớt bên dưới đây này. Nếu như cái gioăng này mà thay rồi cơ thì mới là làm máy nhá quý vị các bạn ạ. Đấy, tôi chia sẻ rất là kỹ. Rồi gioăng ốc hộp số này còn nguyên hết đấy ạ. Máy móc là chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, còn nguyên bản. Nguyên bản ở cái phần từ bên dưới này nhé, từ cái gọi hay chúng tôi hay gọi là thớt dưới, thớt trên này là cái nắp dàn cò thôi. Gioăng nắp dàn cò thì chỉ cần nhiều xe chỉ hơn 7 vạn đã phải thay rồi. Đó. Còn lại cơ bản là chưa làm máy, máy móc còn nguyên quý vị các bạn nhé, chưa có làm máy thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị ngập nước hay là chưa có bị va chạm tác động gì, cho nên là máy móc nó còn nguyên bản được ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 350 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 13 vạn rồi, chúng tôi bán 350 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Kia Forte 2012 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte này ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.